Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Silent Hill. Scary Horror Game. Ok, mình sẽ chạy vào vạch đỏ ở trong bản map bản đồ này. Đây rồi. Một chiếc xe ô tô. Rất là tối luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Scary Teacher 3D. Let's go. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Okay, một hộp sơ. Bà ta đang ở dưới tầng 1 trong căn phòng bếp. Mình sẽ xem bà ta đi đâu. Bà ta ra ngoài rồi. Đổ smile vào. Có thì mình sẽ ra mắt dính vào. Cho luôn. The grand reveal will blow everyone's mind at the party tonight. Ok, let's go. À, mình sẽ ngồi đợi kết quả thôi. Prepare to be amazed. What is this? So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Mr. Smith. Thank you.
tối hôm nay các bạn sẽ hóa thân là một thanh niên vào trong ngôi nhà này. Sau đó các bạn sẽ giải cứu một cô gái, cô ta đang bị một chứng bệnh, nó chính là biến thành mặt đầu người, đầu mặt lợn. Cho nên là các bạn phải tìm cách giải cứu và chữa bệnh cho cô ta, sau đó thì giải cứu và thoát khỏi nơi này. Sau đó thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải lắp ráp cho cái này đủ. Lắp vào đây. Còn một chiếc đầu nữa, không biết chiếc đầu nằm ở đâu. Chiếc đầu không có ở đây. Thì đi xuống đây xem. Cũng không có luôn. Đây rồi. Đã đủ 3 món đồ ở cái này. Sau đó thì mình sẽ bật lên. Let's go. Con lợn của chúng ta rất là to. Không biết ông ta mở cánh cửa chưa? Mở rồi. Let's go. Các bạn sẽ đổ cái này vào chỗ máng lợn để con lợn nó sẽ ăn. Lúc đó thì nó sẽ thải ra. Và các bạn dùng cái thải đó để các bạn chế một loại thuốc để cho cô bé này trở lại làm người. Let's go. Ok, mình sẽ lấy nước ở đây. Thank you.
Đây rồi. Rất là nhanh chóng luôn. Sau đó các bạn sẽ lấy cái giỏ táo này. Cô ta rất thích táo, cho nên các bạn sẽ lấy giỏ táo. Rồi ok, rủ cô ta đi cùng các bạn. Ok, các bạn sẽ cho cô gái này đến chỗ bác sĩ. Let's go, sắp tới nơi rồi. Mr. Meat is a beast. When I saw what he did to Rebecca, I ran out of fear. Now, with your help, I can help her. Bring me the girl. Well, the little pig. 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 I want one. Bring me the girl. Well, the little pig. Taste the apples. I want one. Bring me the girl. Well, a little pig. Apples. Apples. Yes. Yes. Yes, that's it. That's it. This, another bit of that. No, very well. Come here, little pig. Drink this. It will help. Drink it. Drink it all. Yes. Khi cô gái này uống ngọn nước này xong, cô ta sẽ trở lại thành người bình thường. Wow. Yes, it works. It thành works. Người bình thường rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Let's go. Let's
lượt luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my gosh. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Chocolate Hollow. Một bàn tay ma. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Butcher X. Chapter 1. Một tấm thẻ. Tấm thẻ này để các bạn nào mở cánh cửa ra. Ở đây là một cuốn sách gì đây? Ok. Đây một cánh cửa này. 4103. Ok. Cô ta bị ông ta chém ở chỗ này. Sợ thật. Rồi, mình sẽ mở đây ra. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Scary Butcher 3D. Let's go. Ah!
như là ông ta làm thờ quỷ Satan, hình ngôi sao, và ông ta thắp nhiều nến ở đây, rất kinh khủng luôn. Wow, ông ta ngã rồi. Ở đây có một cái gì đó. I will cut you all over until you bleed out, little pig. You are dead. Do you hear me? I will cut you from ear to ear. Sao mình lại đứng ở ngay chỗ ông ta đây? Trước vào phòng ngủ của ông ta, và giờ đây là cái đây rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Start game. Start game, ok. Mình là người vận chuyển giao hàng. Giao hàng trong ngôi nhà này. Và cuối cùng thì bị ông ta bắt mất vào trong ngôi nhà. Một con quạ đỏ, màu đen, mắt đỏ, nó ủi mình vào trong, sau đó thì ngất đi và đang ở trong một căn phòng, và ông ta đã khóa căn phòng này lại. Ông ta đã khóa ngôi nhà và các bạn phải tìm cách để tẩu thoát khỏi ngôi nhà của ông ta. Căn cửa này bị khóa rồi. Ngôi nhà rất là rộng luôn. Chìa khóa đây rồi. Mình xuống đây rồi. Ủa, ông ta đi rất là nhanh luôn. Không biết có lối nào để chạy không. Đây rồi. Đây, chiếc chìa khóa đây rồi. Không biết để mở cánh cửa nào đây.
Shut up! You won't get away! Trong này không biết có gì không? Come to Grandpa. Tôi chết rồi. Ở đây trong đây là một chỗ mà không thể chạy rồi. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.